mình sẽ chỉ cho các bạn các ai đang mắc cỡ này là tức là mình chưa build xong nhưng mà mình chưa build xong nhưng mình xóa luôn để mình sẽ lại đó. Sao chứ? Dạ, chị mệt thôi. Vậy là mừng lắm rồi. Bởi vì bây giờ luyện công rồi. Ủa này phần 2 nữa. Dạ, Huyền Thoại Công Phu phần 2. Không có gì, ta rất thỏa mãn khi thấy được có người tiêu diễn người kỹ ba quỷ kim. Dù cho điều đó là do sức mạnh của đôi giày cũng biết kia mà có được. Đó, các bạn build kiểu này á, các bạn build hơi mình là có thể build dấu hiệu của Alan Walker. Mình xem lại cái hình này. Okay. Đó là dấu hiệu của anime. Dấu hiệu của anime cũng hơi khó có cả. Thank you.
đó, cái mình đã làm xong thì cũng hơi giống giống trong này. Mình hy các bạn subscribe cho mình. Ok. Ok. Và bye bye nha các bạn. Bye bye.